Thưa quý vị, sáng ngày 31 tháng 7, theo Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm 3 cán bộ cảnh sát giao thông tại Madagui hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981, lên Trung tá, truy thăng cấp bậc hàm cho Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977, lên Thiếu tá, và truy thăng cấp bậc hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, lên Đại úy. Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua, nhận thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madagui đang tuần tra đã trở về chốt cùng người dân di rời phương tiện, trang thiết bị. Bất ngờ, hàng trăm khối đất đá sạt lở từ trên đỉnh đồi tràn xuống, vùi lấp 3 chiến sĩ và một người dân đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và con người đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy và đưa được 2 thi thể là cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc ra ngoài. Đến 21 giờ, thi thể của một cán bộ chiến sĩ của chốt được tìm thấy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của nạn nhân còn lại. Trưa ngày 31 tháng 7, công tác cứu hộ tại điểm sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn đang rất khẩn trương. Lực lượng cứu hộ bắt đầu tìm tới vị trí xe cộ bị chôn vùi dưới đống đất đá. Tại hiện trường sạt lở đèo Bảo Lộc, nhiều xe ô tô, xe máy bị đống đất đá chôn vùi bên dưới đang được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Nhiều phương tiện bị bẹp rúm vì đất đá ập chúng. Trụ sở chốt cảnh sát giao thông cũng bị xô lệch nghiêng ngả. Khối lượng bùn đất vẫn còn khá nhiều đổ ra phần đường chính. Mưa làm cho đất nhão ra chảy tràn ra đường khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường, trong khoảng 1 giờ qua, mưa tại khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc đã giảm, trời chỉ còn mưa lất phất. Lực lượng chức năng đang tranh thủ thời gian này để giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở. 2 chiếc ô tô đã được cầu ra khỏi hiện trường, 3 xe cuốc được điều động vào khu vực chốt cảnh sát giao thông để phá dỡ, khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân còn lại của vụ sạt lở. Khối lượng đất đá còn rất nhiều nên công tác cứu hộ vẫn gặp khó khăn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Thái Lan, một du khách nước ngoài đã tử vong sau khi uống tách trà có chứa cần sa tại quán cà phê ở phố đi bộ ở thành phố Pattaya. Theo Trung tâm Cứu hộ Sawan Buribun Thammasatan Thái Lan, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng 30 tháng 7, một du khách nước ngoài đã bất ngờ ngã quỵ bất tỉnh trong quán cà phê có bán các sản phẩm có chứa cần sa ở quận Bangalamun, Pattaya. Vị du khách trên được xác định là Hamad Applier nhưng chưa rõ quốc tịch, đã kêu khó thở sau khi uống một tách trà có chứa cần sa. Vị khách trên ngay sau đó đã được các nhân viên cứu hộ và nhóm bác sĩ của bệnh viện Pattaya nhanh chóng hồi sức cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo các nhân viên tại quán cà phê, Hamad là khách quen và thường gọi trà pha cần sa kèm một cốc nước nhưng chưa bao giờ hút cần sa tại quán. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Thái Lan đã hợp pháp hóa việc trồng và tiêu thụ cần sa trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống ở quốc gia này và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Đến tháng 11 năm 2022, chính phủ Thái Lan đã sửa đổi quy định về việc mua bán và sử dụng cần sa trong bối cảnh lo ngại nhiều người sử dụng cần sa cho mục đích giải trí. Theo đó, Thái Lan sẽ kiểm soát nụ cần sa, bộ phận chứa nhiều cannabinoid có khả năng gây nghiện. Ngoài ra, nước này cũng cấm bán nụ cần sa cho người dưới 20 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Cũng tại Thái Lan, trước đó ngày 29 tháng 7, đã xảy ra vụ nổ kho pháo hoa ở tỉnh Narathiwat đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Chính quyền tỉnh Narathiwat cho biết kho hàng trên có thể chứa tới 5 tấn pháo hoa ở thời điểm phát nổ. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 7, Tỉnh trưởng Narathiwat, ông Sanan Pong Ason cho biết đã xác định danh tính của 10 nạn nhân và vẫn tiếp tục xác định danh tính 2 thi thể còn lại. Trong khi đó, 111 nạn nhân trong số 121 nạn nhân bị thương đã được xuất viện và trở về nhà. Ông Sanan cũng cho biết kho hàng nơi xảy ra vụ nổ được cải tạo mở rộng từ một cửa hiệu tạp hóa và nhà kho này đã được dùng để lưu trữ pháo hoa trái phép. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ nổ là do các công nhân khi hàn các giá sắt trong nhà kho đã sơ suất để tàn lửa từ que hàn bắn ra, gây cháy và khiến pháo hoa phát nổ. Vụ nổ đã tạo ra hai hố to với đường kính 6m và sâu 2m. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 29 tháng 7 tại thị trấn Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ hiện trường, nhiều ngôi nhà, cửa hàng và phương tiện gần đó bị hư hại vì sức ép từ vụ nổ. Một số thậm chí còn bị bay nóc và nhà kho trên đã bị phá hủy hoàn toàn.
Vụ nổ diễn ra trong 1 giờ trước khi dừng lại. Sau khi đó bà không chạy đi. Lúc đó rất hỗn loạn, chúng tôi đã mắc kẹt với nhau. Khi đó chúng tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng sững người, bố và các chị tôi vẫn ở trong nhà. Tôi không thể vào trong để giúp đỡ. Khắp nơi cháy nổ. Lúc lửa tắt, tôi bước vào thì thấy tất cả mọi người đã tử vong. Thi thể của họ bị cháy xém. Em gái tôi và thi thể của cha tôi đã hoàn toàn cháy thành than. Tất cả những gì còn lại trong nhà tôi chỉ là những bức tường. Mái nhà và phòng ngủ đều đã bị phá hủy. Tất cả tủ và quần áo đều bị cháy. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là liệu các con tôi có an toàn hay không. Những thứ khác không còn quan trọng. Vụ nổ đã gây hư hại cho 292 ngôi nhà ở khu vực xung quanh, trong đó có 50 ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn. Các nhân viên cứu hộ, với sự trợ giúp của quân đội và các tình nguyện viên, đã phải sử dụng các thiết bị hạng nặng phá tường các ngôi nhà bị hư hại để đưa thi thể và những người bị thương ra ngoài. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác minh các thi thể. Ưu tiên của chúng tôi là tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát và điều tra thiệt hại. Hiện tại, cơ quan xử lý bom mìn đang tìm kiếm bằng chứng. Sau khi thu thập được bằng chứng, chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển các mảnh vỡ để kiểm tra có ai bị mất tích bên dưới hay không. Theo cảnh sát trưởng tỉnh Narathiwat, cảnh sát đã phát lệnh triệu tập chủ khu nhà kho và người này có thể sẽ bị buộc tội cầu thả gây thương tích và chết người theo luật hình sự và các luật khác về quản lý vũ khí, đạn dược và chất nổ. Chính quyền tỉnh đã nhận được 365 đơn khiếu nại từ những người bị thương, bị hư hại nhà cửa hoặc tài sản. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Narathiwat đã ra lệnh cho các quan chức an ninh kiểm tra 52 khu nhà kho khác trong tỉnh để kiểm tra những nhà kho này có được xây dựng hợp pháp và sử dụng đúng mục đích hay không. Thưa quý vị, trong diễn biến khác, ngày 30 tháng 7 tại Pakistan, một vụ đánh bom tự sát tại một buổi họp của một đảng chính trị tại một tỉnh ở Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Vụ nổ xảy ra trong cuộc họp của đảng Jamiat Ulema Islam Fazl, đảng Hồi giáo theo đường lối cứng rắn tại Pakistan. Lãnh đạo cơ quan y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa xác nhận đã tìm thấy 39 thi thể tại hiện trường, 200 người bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế gần đó, với 17 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ xảy ra khi có khoảng 500 thành viên và người ủng hộ đảng Jamiat Ulema Islam Fazl tham dự cuộc họp diễn ra tại thị trấn Kha, gần biên giới Afghanistan. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng thực thi pháp luật đã phong tỏa hiện trường, đưa những người bị thương tới cấp cứu tại các bệnh viện gần đó. Cảnh sát đã xác định được đây là một vụ đánh bom tự sát. Một kẻ đánh bom tự sát đã xâm nhập được vào địa điểm tổ chức, bất chấp đội ngũ tình nguyện viên của đảng Jamiat Ulema Islam Fazl đã tổ chức các bước kiểm tra an ninh trước đó. Các chuyên gia về chất nổ của cảnh sát đã rà soát hiện trường để thu thập bằng chứng. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Arif Alvi và nhiều lãnh đạo nước này đã lên án vụ tấn công và yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa cho những người bị thương và gia đình những người thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng Pakistan đã ra chỉ thị yêu cầu điều tra vụ việc và xác định thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này. Thời gian gần đây, đảng Jamiat Ulema Islam Fazl từng hứng chịu các vụ tấn công của một nhánh tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Pakistan. Năm 2022, IS từng thực hiện các vụ tấn công bạo lực nhằm vào các nhà truyền giáo có liên quan tới đảng này.